là 10:30 ngày 19 tháng 6 năm 2019. Quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ ghế Âu Á Trương Voi. Bộ này nó chất liệu bằng gỗ mun đuôi công. Trên màn hình là toàn ảnh bộ sản phẩm đây. Toàn cảnh bộ sản phẩm. Hiện tại chúng tôi là đang buổi trưa nên là nó hơi bị trái sáng. Cái cách nhìn nó bị lóe. Đây là toàn cảnh bộ sản phẩm gồm 6 món, một văng dài, hai ghế nhỏ, hai đôn, một bàn. Tôi sẽ đi vào chi tiết hơn để quý vị dễ nhìn. Đây là chiếc cái con thứ nhất đây. Đây, quý vị có thể thấy được là gỗ mun đuôi công này, vân gỗ sọc rất là đẹp. Chiếc ghế nhỏ này thì có kích thước là rộng là 95 của B, sâu 60 và phần mặt ngồi là cao 38. Đây tôi quay gần hơn thì mọi người nhìn rất rõ vân gỗ rất là đẹp. Do là ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên là quý vị nhìn bên ngoài thì sẽ đẹp hơn bên hình ảnh rất là nhiều. Để tôi quay gần hơn thì quý vị nhìn rõ hơn. Đây là chiếc văng thứ nhất. Đây là chiếc văng dài. Chiếc văng dài thì có kích thước dài của bề là 2m40, sâu về mặt là 60 và phần ngồi là cao 38. Đây, những cái phần vách này là vân gỗ rất là đẹp. Mặt là liền tấm. Còn đây là phần bàn. Bàn thì có kích thước là dài 1m4, bề ngang là 72 và cao 50. Để mặt bàn cũng liền tấm, hai ngăn kéo hai bên. Thực ra là còn có hai chiếc đôn ngồi và đôn trà, thì có kích thước là đôn to, đôn trà là 70-40, cao 50 và chiếc đôn ngồi thì có kích thước là 40-40, cao 38. Kích thước này rất hợp lý, ngồi là vô cùng thoải mái. Đây phần gỗ này, phần gỗ mun đuôi công rất là đẹp và giá thành thì cực kỳ là hợp lý. Để tôi quay một lần nữa toàn cảnh của bộ sản phẩm cho quý vị xem. Video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Thùng Tám đây. Số điện thoại trên màn hình 0987 51086, website đồgỗthungtam.com. Phía bên trong đây là xưởng của chúng tôi. Đây xưởng rất là rộng. Người thợ đang hoàn thiện bộ ghế Tần Thủy Hoàng. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip khác.